Hôm nay chúng ta sẽ học về phép tính hai chữ số và hai chữ số bằng máy tính Soroban. Đầu tiên ta sẽ xác định vị trí và ứng đó ta sẽ thiết lập số 76. Tiếp theo ta sẽ thêm số hàng chục cho hàng chục. Tiếp theo ta sẽ thêm số hàng đơn vị cho hàng đơn vị. Cuối cùng ta đọc số viên hạt trên máy tính Soroban và ghi đáp án vào. Cuối cùng là phần luyện tập. Sau khi câu hỏi hiện ra, các em hãy bấm nút để màn hình dừng lại và sau đó mới thực hiện giải bài. Giải xong thì bấm nút để câu hỏi hiện ra rồi khoanh tròn vào câu mình vừa giải. Bây giờ chúng ta sẽ cùng so đáp án với nhau. 86 cộng 66 sẽ bằng 152. 32 cộng 89 sẽ bằng 121. Cuối cùng là phần ôn tập bài ngày hôm nay. Đầu tiên ta hãy xác định vị trí của số và ứng đó ta thiết lập số 32. Tiếp theo ta sẽ thêm số hàng chục cho hàng chục. Tiếp theo, ta sẽ thêm số hàng đơn vị cho hàng đơn vị. Cuối cùng, ta đọc số viên hạt trên máy tính Soroban và ghi đáp án vào. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc.